Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023 sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Sáng nay luật viễn thông sửa đổi đã được Quốc hội thông qua với 10 chương 73 điều. Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh ra mắt tiết mục Lịch sử Đồng Nai tư liệu còn mãi. Công an huyện Xuân Lộc lá chắn thép bảo vệ tài sản của người dân. Phần tin thế giới. Hôm nay Israel và Hamas bắt đầu ngừng bắn nhân đạo 4 ngày. Các con tin dự kiến sẽ được thả trong vài giờ tới. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thúc đẩy quan hệ song phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi. Với 468 trên 473 đại biểu tán thành, chiếm 94,74%, luật viễn thông sửa đổi đã được Quốc hội thông qua với 10 chương 73 điều. Luật viễn thông sửa đổi đã bổ sung các quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, người sử dụng dịch vụ viễn thông trong việc quản lý thông tin thuê bao, ngăn chặn, xử lý SIM không đúng thông tin thuê bao, cuộc gọi tin nhắn không mong muốn, cuộc gọi lừa đảo cụ thể. Đồng thời, để tăng cường các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi tin nhắn không mong muốn, cuộc gọi lừa đảo, luật đã bổ sung quy định hành vi cấm sử dụng thiết bị phần mềm xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông công cộng. Đồng thời quy định việc nộp phí duy trì sử dụng tài nguyên internet, lệ phí phân bổ cấp tài nguyên internet theo đúng luật phí và lệ phí, luật quản lý thuế. Về quản lý hoạt động viễn thông công ích, luật giao chính phủ quy định cụ thể việc miễn giảm đóng góp vào quỹ, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung nguồn lực để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia, theo chủ trương của Đảng. Luật viễn thông sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7/2024. Riêng đối với các dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet, thời gian hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1/2025. Thưa quý vị, qua nghiên cứu đánh giá tác động giới của báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đại biểu Quốc hội nhận thấy hầu hết các chính sách đều chưa cân bằng thụ hưởng giữa nam và nữ. Do đó đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các giải pháp lồng ghép giới một cách thực chất và hiệu quả trong dự thảo luật. Quan tâm vấn đề lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo luật, đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền chỉ ra nhiều con số cho thấy sự chênh lệch khoảng cách giới trong thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội giữa lao động nam và nữ. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, có 69% phụ nữ rút bảo hiểm xã hội một lần dưới tuổi 35. Do phụ nữ thực hiện thiên chức mang thai, sinh con, đây là sự khác biệt giới. Cùng với đó, 2/3 phụ nữ đảm nhiệm việc chăm sóc gia đình, trẻ em, người già, người bệnh, những công việc không được trả công. Thực tế này buộc không ít phụ nữ phải lựa chọn rút khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội. Vì vậy, cần có những chính sách khác biệt để tạo điều kiện hỗ trợ cho phụ nữ khỏa lấp những khoảng trống khác biệt giới mang lại, nhằm rút ngắn khoảng cách trong thụ hưởng bảo hiểm xã hội giữa phụ nữ và nam giới. Nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chế độ thai sản ở Việt Nam, tuy nhiên đại biểu cho biết, hiện mới chỉ có khoảng 30% lao động nữ trong hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ này, đồng nghĩa phần lớn phụ nữ lao động tự do đang đứng trước những gánh nặng gia tăng khi họ sinh con. Theo Công ước 183 của Tổ chức Lao động Quốc tế, chế độ thai sản nên được áp dụng cho tất cả phụ nữ, kể cả những người làm việc trong điều kiện không chính thức. Hơn thế, tại khoản 2 điều 7 Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định chính sách của nhà nước về bình đẳng giới là bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng chế độ thai sản đa tầng, bổ sung chế độ trợ cấp thai sản đối với phụ nữ nghèo, khuyết tật, tiến tới bao phủ chế độ trợ cấp thai sản cho mọi đối tượng phụ nữ. Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần nâng mức trợ cấp thai sản cho lao động nam có vợ sinh con, bởi hiện mức hưởng 2 triệu đồng cho một con mới sinh là chưa phù hợp. Ngoài hỗ trợ về tiền mặt, cơ quan soạn thảo cần cân nhắc bổ sung thêm chế độ chăm sóc sức khỏe, khám thai định kỳ để thu hút lao động trong độ tuổi sinh sản tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã chủ trì hội nghị phổ biến hướng dẫn thực hiện đề án số 01 ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh thành phố trong cả nước,
Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Phạm Tấn Linh. Hội nghị đã triển khai đến các đại biểu những nội dung, mục tiêu, yêu cầu của đề án số 01 và chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng của đề án số 01. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến kiến nghị, đề xuất, giải pháp thực hiện đề án số 01 chỉ thị số 12 để nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đề nghị các địa phương, cấp ngành liên quan tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội 13 và các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư liên quan tới công tác đối ngoại, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam và từng địa phương, phối hợp chặt chẽ thông suốt giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định số 9947 và 9948 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua các xã thị trấn thuộc huyện Long Thành. Ở dự án thành phần 1 qua xã An Phước, Long Đức, Lộc An, Long An và thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, phê duyệt giá đất ở cao nhất là 12,3 triệu đồng một mét vuông, thấp nhất trên 2 triệu đồng một mét vuông. Đối với đất nông nghiệp, giá cao nhất hơn 2,6 triệu đồng một mét vuông và thấp nhất là 523.900 đồng một mét vuông. Ở dự án thành phần 2 đoạn qua xã Long An, Long Phước, Phước Bình, Phước Thái và Tân Hiệp, huyện phê duyệt cho loại đất ở nông thôn cao nhất là gần 8,8 triệu đồng một mét vuông, thấp nhất là gần 1,4 triệu đồng một mét vuông. Giá đất nông nghiệp cao nhất gần 2,7 triệu đồng một mét vuông và thấp nhất là 525.000 đồng một mét vuông. Dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54 km, đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 34 km và được chia làm hai dự án thành phần 1 và 2. Trong đó, dự án thành phần 1 sẽ thu hồi hơn 137 hectare do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 sẽ thu hồi hơn 151 hectare do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đúng 9 giờ 30 phút sáng nay 24 tháng 11, tại Trung tâm Thương mại Lotte Mart Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, Ban chỉ đạo diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiều lực lượng năm nay. Tình huống giả định được đặt ra là vào khoảng thời gian trên xảy ra sự cố cháy kèm theo nổ khí ga ở tầng 4 khu vực nhà hàng ăn uống của Trung tâm Thương mại. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 30 phương tiện gồm 10 xe chữa cháy, 5 xe chỉ huy, 1 xe thang, 2 xe cứu nạn cùng xe chữa cháy của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xe chữa cháy của khu công nghiệp Amata Biên Hòa, 4 xe cứu thương của các bệnh viện, trung tâm y tế, hội chữ thập đỏ cùng 200 cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế đến hiện trường chữa cháy. Thông qua diễn tập phòng cháy chữa cháy lần này đã nâng cao được trình độ nghiệp vụ của lực lượng tại chỗ của chúng tôi, đồng thời nâng cao cái khả năng phối hợp với lực lượng cơ sở, với lực lượng chuyên ngành, đồng thời ý thức của người dân cũng như là các hộ kinh doanh tại trung tâm thương mại siêu thị Lotte của chúng tôi. Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của các đơn vị liên quan, đặc biệt là 700 cán bộ chiến sĩ, người dân tham gia buổi diễn tập đã thực hiện nghiêm các bước trong phương án đề ra, đạt hiệu quả cao nhất. Đạo các cấp, các ngành địa phương và người đứng đầu các cơ sở phải thường xuyên đề cao vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, tích cực tổ chức tuyên truyền, đầu tư kinh phí, củng cố lực lượng phương tiện tại chỗ, có kế hoạch, phương án cụ thể để chủ động phòng ngừa và ứng phó hiệu quả đối với các tình huống xảy ra. Thời gian tới, Đồng Nai sẽ tổ chức tổng kiểm tra rà soát lại các mục tiêu trọng điểm, cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, xử lý nghiêm các đơn vị tổ chức cá nhân vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, đề ra các giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, diễn tập phương án theo đúng địa hình phù hợp với tính năng phương tiện con người tại cơ sở. Liên quan đến công tác tuyển quân, thưa quý vị, gác lại những niềm vui, công việc riêng, nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, tạo thành phong trào lan tỏa ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và thành phố Biên Hòa nói riêng. Đây là điều rất đáng tự hào, thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Như các bạn cùng trang lứa, sau khi tốt nghiệp xong ngành cắt gọt kim loại, trường Cao đẳng nghề Đồng Nai, thanh niên Phạm Văn Mạnh sinh năm 2003 ở phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa cũng có nhiều nguyện vọng để lập thân lập nghiệp. Phạm Văn Mạnh cũng đã có công ăn việc làm với thu nhập ổn định ở một công ty. Thế nhưng bản thân xác định là thanh niên trước hết phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, nên em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Được gia đình ủng hộ nên tôi viết đơn tình nguyện trong năm nay. Và tôi hứa sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, biết rằng trong môi trường nhập ngũ rất là nghiêm khắc và muốn cống hiến lâu dài cho Tổ quốc. Em thì muốn đi nghĩa vụ từ 2 năm trước rồi, nhưng mà bây giờ em đủ tuổi, em muốn tình nguyện. Tại vì theo truyền thống, gia đình, cô chú, ba mẹ em cũng muốn em đi nghĩa vụ. Là một thanh niên thì em muốn cống hiến những sức trẻ cho đất nước để cố gắng hoàn thành nghĩa vụ mà đất nước đề ra, để làm một công dân tốt, có sống có ích cho xã hội. Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2024, ngay sau khi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Biên Hòa triển khai kế hoạch rà soát 5 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, các địa phương phường xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ thanh niên, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của thanh niên hăng hái tham gia từ rất sớm. Công tác tuyển quân hàng năm thì thực hiện theo 9 bước để xét phân loại ra các đối tượng miễn hoãn cũng như các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, để họp xét để lọc ra cái số thanh niên mà có sức khỏe tốt nhất, có chiều cao, cân nặng, đảm bảo cái thể lực là loại 1, loại 2. So sánh theo hàng năm thì cái chất lượng học thanh niên có trình độ cao đẳng đại học ngày càng một cao hơn. Nhiều năm qua, phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã trở thành nét đẹp được lan tỏa ở thành phố Biên Hòa. Đây đều là những người ở độ tuổi 18 đôi 10, sẵn sàng gác lại những lợi ích riêng của bản thân để tiếp nối truyền thống cha anh trên quê hương cách mạng, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị khán giả, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tình trạng trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp. Lợi dụng sự sơ hở của người dân, nhiều đối tượng đã ra tay lấy trộm các tài sản có giá trị như xe máy, điện thoại. Để kịp thời đấu tranh trấn áp, không để tình hình tội phạm có những chuyển biến xấu, lãnh đạo công an huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, nhất là đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phối hợp với công an các xã thị trấn chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, trở thành lá chắn thép bảo vệ tài sản của người dân. Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Thu Ngân, sinh năm 1991, trú tại thành phố Long Khánh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Làm việc tại cơ quan công an, Ngân khai nhận khi được một đối tượng tên Nhân rủ đi trộm cắp tài sản thì Ngân đồng ý. Quan sát thấy nhà một người dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc không có người ở nhà, lúc này Ngân đứng ngoài cảnh giới. Nhân đi vào trong nhà người dân lấy được một chiếc điện thoại, một máy tính bảng và một xe máy rồi cả hai nhanh chân tẩu thoát. Anh Nhân anh mở cổng vô xong anh mở xem cửa chính, anh đi vô trong nhà khoảng 2 phút thì anh bước ra anh mở cái cổng ngoài to ra, rồi sau đó anh đi vô trong hiên sân nhà, anh quay cái đầu xe cái quay em pha lại là anh dắt ra ngoài. Các đối tượng này lợi dụng đêm khuya nhà người dân thì đi ngủ, sơ hở trong cái việc quản lý tài sản, đột nhập vào nhà để trộm cắp xe mô tô và trộm cắp những cái tài sản như điện thoại di động, iPad, thì chúng tôi đã tuần tra, mật phục và bắt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra các vụ trộm cắp tài sản, cơ quan công an cho thấy các đối tượng tội phạm đã lợi dụng mọi sơ hở của người dân để ra tay. Có rất nhiều vụ trộm mất tài sản, đặc biệt là trộm xe máy, xuất phát từ sự chủ quan của người dân, như để xe ở những điểm công cộng không khóa cẩn thận, để cả chìa khóa trên xe. Để ngăn ngừa các vụ trộm cắp tài sản, bên cạnh công tác điều tra xử lý các vụ án, công an huyện Xuân Lộc cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho mỗi người dân. Trước hết là cũng phải yêu cầu người dân là có cái tài sản là phải đảm bảo, bảo vệ cái tài sản của mình trước. Và bên cạnh đó là phát động cái phong trào vì an ninh Tổ quốc, thì cùng với lại lực lượng công an trong cái công tác phòng chống tội phạm, khi mà phát hiện ra những cái hành vi vi phạm pháp luật thì người dân là cũng kịp thời là báo cho lực lượng công an chúng tôi để tiếp nhận cái thông tin và đồng thời là có cái hướng xử lý tiếp theo. Theo thống kê của công an huyện Xuân Lộc, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Xuân Lộc xảy ra hơn 120 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có tới hơn 70 vụ bắt và khởi tố hình sự hàng trăm đối tượng có liên quan đến trộm cắp tài sản.
Những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh triệt phá các vụ trộm cắp tài sản của công an huyện Xuân Lộc đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trở thành lá chắn thép trong việc bảo vệ tài sản của người dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, trong tháng 10 vừa qua, số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần 5.300 người. Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến nay có 66.700 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 24,8% so cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện số người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần vẫn có chiều hướng tăng. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thuận lợi như hiện nay tuy có giúp người lao động giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng sẽ dẫn đến thiệt thòi khó khăn về sau khi họ ở tuổi nghỉ hưu, dẫn đến hệ lụy gánh nặng cho trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước trong tương lai. Đồng Nai đang triển khai chương trình bình ổn giá, bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2024. Theo tỉnh Đồng Nai, chương trình bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên Đán 2024 được xây dựng trên cơ sở dân số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm hiện tại khoảng 3,31 triệu người. Tổng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của Đồng Nai trong một tháng khoảng trên 6.270 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu trên, hiện Đồng Nai có 6 trung tâm thương mại, 13 siêu thị, 289 cửa hàng tiện ích, 137 chợ truyền thống và 10.000 cửa hàng tạp hóa đang cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh. Chương trình bình ổn giá sẽ triển khai đối với 19 mặt hàng, gồm gạo, thịt heo, thịt gà, trứng, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả, mì gói, muối ăn, đường, bột ngọt, bột nêm, dầu ăn, nước tương, nước mắm, nước uống đóng chai, khẩu trang kháng khuẩn, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh, sách giáo khoa, vở học sinh. Các đối tượng tham gia chương trình bình ổn giá, bình ổn thị trường là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại, có kinh doanh các mặt hàng bình ổn giá. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích hiện đang kinh doanh các mặt hàng bình ổn giá, các điểm bán hàng Việt. Ngày hôm nay 24 tháng 11, ngày Black Friday là lễ hội giảm giá lớn nhất năm. Những ngày này, các sàn thương mại điện tử liên tục tung ra các chương trình giảm giá, quảng bá nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng. Các mã giảm được tung ra vào ngày này đều rất hấp dẫn, như mã giảm giá từ 30.000 đồng cho đến 300.000 đồng vào các khung giờ như 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 21 giờ. Cùng với đó, người tiêu dùng nhận những mã mua một tặng một miễn phí vận chuyển toàn quốc. Ngoài ra, khách sẽ được mua hàng với mức giá giảm từ cửa hàng, sử dụng thêm các thẻ giảm giá từ sàn thương mại điện tử. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thông tin, trong 10 tháng của năm nay, cả nước nhập khẩu hơn 4,27 tỷ đô la Mỹ hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 5,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Argentina, chiếm 28,2% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,21 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho rằng, mặc dù nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu có xu hướng giảm ở nhiều thị trường, song đây vẫn là con số lớn. Các doanh nghiệp trong nước cần tiếp tục chủ động nguồn nguyên liệu chế biến và thức ăn gia súc để đảm bảo chăn nuôi trong nước giảm giá thành sản phẩm. Hiện tại, giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao, khiến người chăn nuôi không có lãi và khiến nhiều nhà máy rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu. Cũng liên quan đến nông nghiệp, thưa quý vị, tận dụng thời gian rảnh rỗi, thức ăn có sẵn và chuồng trại đơn giản, nhiều nông dân tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ đã khởi nghiệp bằng cách nuôi trời vài cặp dúi giống. Không ngờ hiệu quả kinh tế khá cao từ loại gặm nhấm này. Hai năm trước, anh Trương Phú Quý, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ đã mua vài cặp dúi giống về nuôi với mong muốn tăng thêm thu nhập. Bước đầu nuôi thử nghiệm khá thành công. Đến nay, mô hình dúi phát triển tốt, cá thể dúi trong các chuồng đã tăng lên nhiều lần. Tuy thời điểm, mỗi ký dúi thịt có giá từ 700 đến 800 ngàn, nhưng khi khan hiếm có thể lên đến 1 triệu đồng một ký. Để đảm bảo đầu ra, anh đã ký hợp đồng bao tiêu với một số nhà hàng thu mua. Ở nhà hàng thì số lượng dúi tiêu thụ rất là nhiều, nguồn không đủ cung cấp cho những nhà hàng lớn. Thường thì nhà hàng thì những con mà đủ trưởng thành, đủ tiêu chuẩn rồi thì nhà hàng sẽ cử người vô thu lại. Thức ăn cho dúi khá dễ kiếm, có sẵn trong tự nhiên như tre, mía, bắp. Chuồng nuôi diện tích nhỏ lại không tốn quá nhiều chi phí đầu tư, nên nhiều hộ gia đình ở xã Sông Nhạn đã tận dụng thời gian nông nhàn khởi nghiệp bằng mô hình này. Ngoài nuôi dúi thịt, nhiều gia đình còn kinh doanh dúi giống. Hiện tại, con giống có mức giá khá cao, từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng một cặp. Riêng những cặp bố mẹ có giá lên đến 7 đến 8 triệu đồng một cặp. Nuôi trong cái khoảng thời gian mình rảnh để có thêm thu nhập. Hiện tại bây giờ em đang nuôi quy mô nhỏ, hướng tới đó là bán giống là chính. Nguồn giống nó cũng khá là hiếm, bởi vì ví dụ mình tìm ra những cái chỗ mà những cái gia đình mà người ta nuôi theo cái hộ gia đình này thì cái nguồn giống nó đảm bảo.
Ngược lại mình mua một số cái trang trại mà lớn quá, hoặc là cái địa một số cái vùng mà nó khác cái khí hậu của cái tỉnh mình thôi, là nó cũng làm cho cái con giống nó dễ bị ảnh hưởng. Phương thì sợ sau này mà nếu như mà vận động cả một cái toàn xã của chúng ta mà nuôi một cách đại trà, thì sợ là cái đầu ra cái nguồn tiêu thụ của các nhà hàng tại ép. Nên là trước mắt thì chúng tôi cũng tùy theo cái thị trường và đồng thời cái cuộc sống mà ưu tiên cho những người hộ nghèo và hộ thoát nghèo, rồi những hộ mà còn gặp khó khăn kinh tế thì tạo cái điều kiện cho những hộ đó. Mô hình nuôi dúi dù khá mới tại xã Sông Nhạn nhưng hiệu quả kinh tế mang lại và thị trường đầu ra rất dồi dào. Tuy nhiên địa phương vẫn đang khá thận trọng trong việc phát triển mô hình này, tránh tình trạng cung vượt cầu, người dân bị ép giá và thua lỗ. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay sẽ là tiết mục lịch sử Đồng Nai, tư liệu còn mãi. Đây là chương trình hoàn toàn mới được Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh phối hợp thực hiện, bắt đầu lên sóng từ hôm nay 24 tháng 11. Chương trình được thực hiện với mong muốn đưa các tài liệu có giá trị lịch sử công bố tới đông đảo người dân, nhằm phát huy bảo tồn giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho công tác nghiên cứu, tra cứu thông tin, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Cũng qua đó giáo dục truyền thống lịch sử của đất nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng tới thế hệ trẻ. Vậy cụ thể trong chương trình Lịch sử Đồng Nai, tư liệu còn mãi sẽ có những nội dung nổi bật gì? Mời quý vị cùng đến nội dung chi tiết. Mở đầu Lịch sử Đồng Nai, tư liệu còn mãi sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến ngành thông tin, lưu trữ diễn ra trong nước và tỉnh Đồng Nai. Phần tiếp theo của tiết mục sẽ giới thiệu về các phong đang được lưu trữ tại Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh, gồm 42 phong tài liệu và 171 hồ sơ kỷ vật cán bộ DB với hơn 1.500 mét tài liệu, tương ứng với trên 52.900 hồ sơ và trên 14.500 hộp tài liệu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ khi thành lập cho đến nay. Trong phần cuối của chương trình sẽ lần lượt công bố 171 trong 235 hồ sơ kỷ vật cán bộ DB của tỉnh Đồng Nai, tỉnh Biên Hòa cũ, tiếp nhận từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Đây đều là hồ sơ của cán bộ, bộ đội, học sinh ưu tú miền Nam từng tham gia tập kết ra Bắc học tập, lao động, xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội những năm 1954 đến 1975, chưa tìm được chủ nhân, gia đình để trao trả. Hồ sơ đã được số hóa để thuận lợi trong công tác tra cứu, truy xuất dữ liệu, công bố và bảo quản. Đây là một nguồn sử liệu quý giá làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách cho người hoạt động cách mạng, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người tham gia kháng chiến. Vì vậy, việc công bố các tư liệu trao trả các hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB trở về với chính chủ nhân là việc làm cần thiết, thiêng liêng và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngay sau đây, chương trình sẽ công bố 10 tài liệu hồ sơ DB của các cán bộ chiến sĩ. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Đồng chí Nguyễn Hoàng Bão, bí danh Trị Bão, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1935, quê quán thôn Bình Ý, xã Bình Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa. Đơn vị công tác tại xí nghiệp gạch ngói Đại Thanh, Bộ Xây dựng, tham gia cách mạng tháng 2 năm 1952, từng hoạt động tại chiến khu D, DB 25 tháng 2 năm 1975. Đồng chí Nguyễn Thanh Bay, bí danh Phạm Hoa, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1934, quê quán xã Bình Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa. Đơn vị công tác, Viện Thiết kế Dân dụng, Bộ Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Bay có họ tên khai sinh là Nguyễn Văn Bảy, năm sinh tháng 11 năm 1927, quê quán xã Bình Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa. Công tác tại Nông trường Quốc doanh Ba Vì, Hà Tây, tham gia cách mạng 27 tháng 7 năm 1950 tại Công an huyện Vĩnh Cửu. Đồng chí Nguyễn Văn Bộ, bí danh Kỳ Nam, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1926, quê quán xã Tân Thành, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa. Tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945, từng là chỉ huy trưởng công trường 107, công ty xây dựng số 5, đơn vị công tác trước khi đi B, Bộ Xây dựng. Đồng chí Võ Ban có họ tên khai sinh là Văn Hữu Ban, bí danh Minh Giám, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1919, quê quán xã Tam Hiệp, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa. Đơn vị công tác trước khi đi B, Ủy ban Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình.
Đồng chí Đoàn Minh Châu, tên khai sinh là Đoàn Bửu Châu, bí danh là Đông Kinh Châu, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1931, quê quán xã Bửu Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945 tại Sài Gòn và chiến khu D, từng là cán bộ lao động tiền lương tại lâm trường Lộc Bình, Lạng Sơn. Đồng chí Huỳnh Kim Đồng, bí danh Huỳnh Văn Sơn, sinh năm 1954, quê quán xã Bình Long, huyện Vĩnh Cửu, tham gia cách mạng năm 1966, tham gia liên lạc nắm tình hình ở xã, sau thoát ly lên huyện chuyển về tỉnh, phục vụ Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1930, quê quán xã Tam Hiệp, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa, tham gia cách mạng tháng 5 năm 1946, đi B 1 tháng 3 năm 1975, đơn vị công tác tại xưởng 202, Cục Quản lý Đường bộ Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Quốc Hòa, bí danh Nguyễn Hảo Khuê, sinh năm 1918, quê quán xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa, tham gia cách mạng tháng 9 năm 1945 tại tỉnh Biên Hòa, từng là đại úy công an nhân dân vũ trang tại Ban Thống nhất Trung ương K5, đi B năm 1975. Thưa quý vị, toàn bộ thành phần tài liệu nêu trên hiện nay đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử tỉnh và đưa vào khai thác, góp phần phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, tra cứu để học tập, phục vụ cho nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tìm hiểu lịch sử của các cơ quan, tổ chức và quá trình hoạt động của các cá nhân trong tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu khai thác, sử dụng, nghiên cứu các tài liệu nêu trên có thể đến trực tiếp tại trụ sở lưu trữ lịch sử tỉnh theo địa chỉ số 4-22-10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc liên hệ qua số điện thoại 02513-840-752 để được hướng dẫn chi tiết. Tối nay tại công viên Dương Tử Giang, thành phố Biên Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch ẩm thực Đồng Nai năm 2023. Tuần lễ kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm nét văn hóa lễ hội, tạo không gian vui chơi giải trí cho người dân địa phương. Tuần lễ năm nay sẽ có khoảng 70 gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sắc về ẩm thực, du lịch, văn hóa của tỉnh Đồng Nai và các địa phương lân cận. Trong tuần lễ sẽ diễn ra 11 hoạt động như chương trình Farm Trip liên kết phát triển sản phẩm du lịch ở Đồng Nai, giải đua xe đạp về Đồng Nai mở rộng năm 2023, cung đường di tích lịch sử văn hóa, trưng bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương, vùng miền, sản phẩm OCOP, giới thiệu quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh, giới thiệu văn hóa áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, trưng bày giới thiệu ẩm thực món ngon vùng miền, lễ đón nhận bằng kỷ lục châu Á, món xôi trên phòng, vân vân. Đến nay, ban tổ chức ghi nhận có trên 10 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng hàng chục doanh nghiệp du lịch lữ hành, hệ thống nhà hàng, khách sạn trong và ngoài tỉnh đã đăng ký tham gia tuần lễ. Thông tin cuối liên quan đến thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, trong tuần từ hôm nay đến ngày 30 tháng 11, 2023, khu vực Đồng Nai chịu ảnh hưởng bởi rìa xa phía nam áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường về phía nam. Khả năng được tăng cường trở lại vào khoảng ngày 26-27 tháng 11 và từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, sáng sớm se lạnh và có sương mù nhẹ. Dự báo lượng mưa từ 0 đến 10mm, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, thấp nhất từ 19 đến 21 độ C. Về tình hình thủy văn, mực nước sông Đồng Nai ở thượng lưu hồ Trị An và các sông suối khác biến đổi chậm. Sông La Ngà tại trạm Phú Hiệp, mực nước chịu sự điều tiết của hồ chứa Đa Mi Hàm Thuận. Tại Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai dự báo mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày 28 tháng 11. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.